khi ngủ đông vừa kết thúc, tôi vẫn còn hơi mơ màng. Chim ở trên đầu gọi khu rừng thức dậy, không khí mùa xuân khiến tôi thật thoải mái. Mặt trời trên cao đỏ rực, nhìn có vẻ rất mơ hồ. Rừng núi đằng xa có mấy cây con, trước kỳ ngủ đông tôi không nhớ nữa. Hương cỏ sớm, vị quả ngọt, uống nước sương nằm dựa vào cây, ngẩng đầu lên, kiểm gót chân, tăng tốc bước chân trưởng thành của tôi. Miệng hít sáo, hát ê a, lắc là lắc lư tìm thấy đường. Lắc cái đầu, dụi dụi mắt, tôi đã trưởng thành nhưng vẫn hơi hồ đồ. Tập 1. Người hàng xóm mới. Ngay đằng sau cậu kia, nhanh lên Rambo, tớ sắp bắt được cậu rồi. Tớ sẽ là nhà vô địch. Cái gì? Bắt được cậu rồi, tớ là người thắng cuộc. Thật ra tớ nhường cho cậu thắng để cậu không khóc nhè thôi. Tớ mệt rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Đừng làm kẻ thua cuộc xấu tính chứ. Kẻ mạnh luôn chiến thắng. Cái đó là gì vậy? Nhìn khu rừng tuyệt vời này xem. Thế giới của mình đây, không gì tuyệt vời hơn chặt cây. Xin lỗi, bạn ở ngoài khu vực phủ sóng nên bạn không nhận được tín hiệu. Không có tín hiệu ư? Dớ dẫn thật. Xin chào, tôi là Fit đây. Dân, chào sếp, dân dân, tôi đã đến khu rừng rồi. Mọi việc đều ổn. Chỗ này sẽ trông giống như khu đậu xe sau khi mình đi qua. Cái gì vậy? Gấu hả? Nó đi đâu rồi? Lùi lại, ta vừa mua CD của Justin Bieber đó. Vậy ta không ngại dùng nó đâu. Con gấu kia, tránh ra khỏi đây. Người đang làm hỏng phần da đấy. Con gấu này nhìn to xác nhưng không hề đáng sợ. Đây, người cũng hảo ngọt đấy. Mình nghĩ mình có thể biến nó thành đồng minh của mình. Được rồi, mình là vua của khu rừng. Mình sẽ bán hết chỗ cây này ở chợ đen. Nhìn cái cây này xem, không tồi chút nào.
Tiền thật sự mọc trên cây. Mình cần một cái cây lớn cho túp liều của mình. À, cây đó. Rốt cuộc gã này muốn làm cái gì? Cây này trước đi. Ôi ngon quá. Cò báu của ta. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ôi động đất. Ai đó cứu tôi với. Cứu. Gã đàn ông kia làm gì dưới đó vậy? Chuyện gì vậy? Warren, này Warren. Warren, có chuyện gì vậy anh bạn? Briar, tớ đây. Làm ơn, hãy chăm sóc những quả thông cho tớ. Warren, đủ rồi đấy. Chặt cây thông. Ta chặt cây thông. Lại thêm một con gấu đần độn nữa. Đợi chút, mình cất nó đâu rồi nhỉ? Sô-cô-la đây. Người có thích sô-cô-la không? Nào thử đi. Đừng mắc cỡ mà, lấy nó đi nào. Nào lấy đi. Cố gắng đấy, nhưng không có tác dụng với ta đâu. Chỉ cần nói không cần là được rồi mà. Đồ ngốc. Cậu điên à? Gã đó là lâm tặc đấy. Gã sẽ khiến chúng ta mất nhà và chặt hết cây đi đấy. Lâm tặc ư? Khiến chúng ta mất nhà ư? Khiến chúng ta mất nhà ư? Ồ không. Gã đó đến đây để chặt phá khu rừng. Nhưng gã có nhiều đồ ăn vặt rất ngon. Chúng ta phải làm gì đây? Bình tĩnh nào. Coi này Briar, tớ đã có kế hoạch để xử lý gã rồi. Nghe này, chúng ta sẽ... Ôi trời, cưa cây cũng đúng là việc khó khăn. Giờ thì mình kiệt sức rồi. Cái gì vậy? Nghe có vẻ như phát ra từ xe tải của mình. Ôi trời, đó là con gấu hảo ngọt. Mình sẽ xử nó một lần cho xong. Này, dừng việc ngươi đang làm lại. Có cách rồi. Thôi nào, cầm lấy. Ngươi thực sự muốn nó mà. Nào, bỏ cây cưa xuống. Ta biết ngươi sẽ làm theo lời ta mà. Vậy mới ngoan chứ. Đầu tiên đặt cái cưa lại xe tải của ta. Đây, nói cho người biết là người muốn đấy nhé. Ngươi thực sự muốn chơi cứng rắn ư? Được rồi, đồ gấu xấu xa. Đồ gấu xấu xa, ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? Nó đâu rồi? Người nên trốn đi. Nếu ta tìm được ngươi. Ông ư?
Được rồi ngươi là con gấu đó. Được rồi, kết thúc đi. Sợ người dám hết đạn rồi hả? Lùi, lùi lại. Cút đi, mau lùi lại. Đừng có đến gần ta nữa. Nào các cậu, để tôi yên. Mình phải ra khỏi đây. Hai con gấu vô chức sự đó làm hỏng cả ngày của mình. Chúng sẽ trả giá cho việc này. Cái quái gì? Mà này, Warren đi đâu rồi? Các cậu nghĩ là đi đâu?